Em rất tiếc, kênh của em tên là gì? Em ấy, cái người mà có cái tài khoản TikTok mà đang chuẩn bị comment vào cái clip của cô ấy, em là tên kênh là gì? Liệu đó có phải là cái tên tốt nhất hay là chưa? Đây là cái clip hướng dẫn bọn em chiến lược đặt tên hiệu quả nhất để xây kênh làm thương hiệu cá nhân. Đầu tiên nói một chút về nguyên lý nhá. Nếu như mà bọn em đang muốn làm thương hiệu cá nhân ấy thì thách thức số 1 là bọn em phải hoạch định được một danh sách các cái từ khóa cần số đông nhờ tới. Thương hiệu là cảm nhận và thương hiệu cá nhân là cảm nhận của người khác về các bạn mà. Vậy các bạn muốn người khác cảm nhận gì về ngoại hình, về giá trị, về tài năng và về tính cách? Nếu như chỉ định xây một cái kênh thuần về giải trí hoặc là tin tổng hợp vậy thì ok, là việc đặt tên nó dễ vô cùng. Thí dụ như là chuyện hẹn hò, luật giao thông, thế giới nhạc, thất tình, kiểu là như vậy. Câu chuyện của đặt tên đấy chỉ là làm sao để có cái tên hay ít hoặc là hay nhiều. Thí dụ như là đặt tên kiến không ngủ thay vì kiến thức, đó là cái tên hay. Nhưng nếu định làm thương hiệu cá nhân thì việc đặt tên đòi hỏi nhiều hơn như vậy, nó phải đi kèm lại lĩnh vực kiểu như Long truyền thông này, Hưng chuyên gia tóc này, Kỳ bán kho bò, vân vân. Vậy điều gì xảy ra khi mà bọn em chưa định hình được lĩnh vực? Nói nôm na là bị loạn lĩnh vực cả các bạn. Cái gì cũng giỏi, cái gì cũng rành, mỗi thứ biết một chút một chút. Lời khuyên ở đây ấy là đừng dại dột gắn lĩnh vực vào cái tên của các bạn. Bạn em có thể đặt là Nguyễn Ngọc Long, Long ơi, Long đây, Long nè, Long le cũng được nữa. Cái tên như vậy ấy thì tốt hơn là cái tên Long truyền thông rất nhiều lần. Tất nhiên đấy, cô nhấn mạnh đấy gì? Đó là khi bản thân chúng ta chưa chốt được là chúng ta có định gắn, có định ăn đời ở kiếp với lại cái lĩnh vực truyền thông hay là không. Cũng có khi bọn em tự thấy mình giỏi rất là nhiều lĩnh vực, như trong cái livestream buổi tối ngày hôm qua, cô lấy thí dụ của bạn Ngân, bạn ấy định đặt là mỹ phẩm và đời sống. Thì lời khuyên chân thành nhất của cô dành cho em là đừng bao giờ đặt cái tên có chữ như vậy nhé, đừng bao giờ để sử dụng cái chữ và. Nên câu chuyện nó không nằm ở cái tên đâu, mà nó nằm ở cái định hướng content trên kênh của các bạn đấy. Nếu như mà em đặt tên có chữ và, tức là em đang làm hai thứ nội dung. Thế thì khi mà em làm về mỹ phẩm, em không thể đấu lại với những cái bạn chỉ làm mỹ phẩm. Khi em làm về đời sống, em cũng sẽ lại thua luôn những cái bạn chỉ làm về đời sống. Cuối cùng ấy, em tưởng như là có cả hai, nhưng thực ra là em chẳng có gì. Hãy tập trung vào chỉ một lĩnh vực chính và làm cho thật là tốt. Khi mà mọi người đã nhận diện, đã ấn tượng rồi thì mình thêm thắt cái còn lại vào cho vui thôi. Còn tốt nhất đấy là mình nghĩ ra một lĩnh vực mới, nó bao trùm luôn hai cái lĩnh vực mình đã bị phân vân nếu như có thể. Kiểu như là vừa giỏi marketing mà lại có kinh nghiệm làm nhà hàng ấy, thì định vị của chúng ta sẽ là marketing ngành F&B. Đấy là một cái lựa chọn rất là khôn ngoan. Nhưng mà vừa giỏi phong thủy và vừa giỏi hát ấy, thì không thể cộng hai cái này vào với nhau được. Bọn em chỉ nên sử dụng như một điểm nhấn thú vị cho kênh của bọn em, kiểu như là chuyên gia phong thủy thích hát, thì sẽ ok là. Chúc tất cả các bạn sáng suốt và hãy comment xuống dưới tất cả những cái tài năng mà bọn em đang có đi. Cô sẽ chọn ngẫu nhiên vài bạn để tư vấn lĩnh vực cho bọn em tham khảo nha.